Dạ vâng, cả hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em, quý vị các bác nhé. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới sưu tầm được một cây cưa xích MS180. Con này thì dòng Bãi Đức sản xuất thì năm 2004 các bác nhé. Đời cực kỳ cao rồi. Đối với dòng Bãi Đức ấy, thì những đời năm sản xuất từ 2000 đổ lên thì đã gọi là đời cao rồi các bác nhé. Còn đa số thường thường những dòng Bãi Đức thì nó sẽ hàng bình thường. Đó, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 2000 đổ về, đổ xuống tầm 2000 đến năm 9 mấy. Và riêng con này thì sản xuất năm 2004 là đời cực kỳ cao các bác nhá. Đó, còn nói về đấy là dòng Bãi Đức. Còn mà nhiều các bác ấy không nên so sánh với dòng Bãi Đức với lại là dòng sản xuất tại Trung Quốc nhá, tại vì đó là tường hai hệ, đó là hoàn toàn khác nhau rồi. Đó, nhiều các bác am hiểu thì sẽ hiểu được như là dòng Bãi Đức nó sẽ sử dụng như thế nào mà dòng sản xuất Trung Quốc nó sẽ làm sao. Đó, và con này, riêng con này thì là dòng Estin 180C có tích hợp luôn chụp giật trợ lực. Đó, giật cực kỳ nhẹ nhàng các bác nhá. Còn máy thì hàng sưu tầm thì xuất sắc rồi. Không chê được điểm gì các bác nhá. Các bác nhìn qua bô của nó này ạ. Đây là nước sơn zin của nó luôn nhá. Em chưa hề động chạm hay là có tác động gì về nước sơn của nó cả. Hàng máy các bác nhìn ạ. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Estin 180C. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên này. Đó, xích này cực kỳ to bản các bác nhá, mắt to luôn. Theo em đánh giá thì mắt xích này nó rơi vào tầm khoảng 80% nữa. Về tổng thể máy thì quá là đẹp rồi. Đó, hàng sưu tầm mà các bác nhìn qua có đẹp không ạ? Nguyên zin từ A tới Z cho các bác luôn nhá. Đó, các bác nhìn nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nòng zin, lửa zin này, bô zin, chế zin này. Đó, máy quá là đẹp luôn các bác nhá. Hàng không chê được điểm gì luôn. Hàng sưu tầm này thì lâu lâu mới về được một cây thôi, nên là các bác nào ưng ý, thấy vừa mát thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với em để đặt hàng các bác nhá. Số điện thoại của em thì đây để trên màn hình rồi, hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Đấy, chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em để đặt hàng. Mấy cái dòng đẹp như thế này thì lâu lâu mới về được một cây đến hai cây thì các bác nhé. Thường thường thì rất là khó kiếm hàng, tại vì dòng Estin thì nó đã khó rồi, nhưng mà kiếm được những dòng đẹp như thế này lại cực kỳ khó. Nên là khi các bác xem video hoặc là theo dõi kênh của em thì ưng ý vừa con nào nhất thì có thể đặt luôn, chứ đỡ mất công chờ đợi để những con tiếp theo thì đôi khi nó sẽ không còn hàng nữa các bác nhé. Đó, nên là khi các bác đặt hàng của bên em thì lưu ý là xem video, ưng con nào thì có thể chốt luôn để đỡ làm mất công các bác chờ. Đôi khi là nhiều các bác thì cứ con này đẹp rồi lại muốn con đẹp hơn nữa thì thật sự rất là khó, bởi vì dòng Estin thì cũng không thể, dòng bãi mà cũng không thể biết trước là sẽ lần này về nó sẽ như thế nào. Nên là khi các bác đặt hàng của bên em theo dõi con nào ưng được, yêu ý thì sẽ có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em luôn các bác nhá. Đó, vâng, và bây giờ thì qua phần test nổ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Có cái nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Dạ rồi, máy móc thì em đã căn chỉnh cũng là dọn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Rồi các bác nào ưng ý thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em các bác nhá. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.